được yêu, cho phép được yêu. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cho phép được yêu. Phương Hiếu và Bico Lan Trinh cực kỳ yêu thích khung giờ này, tại vì đây là một chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện và phát sóng vào lúc 22 giờ mỗi tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Cho phép được yêu. Bao cao su Time Top, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Time Top, mỏng hơn để gần nhau hơn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng chào đón 4 vị phụ huynh cùng 4 chàng trai: mẹ Triệu Vy, con Xuân Tính; mẹ Thảo Liên, con Sôi Nổi; mẹ Ngọc Phương, con Anh Minh; mẹ Kiêu Sa, con Hoạt Ngôn; mẹ Mai Trang, con Ngọc Sơn; mẹ Hiền Diệu, con Trẻ Trung; mẹ Ngọc Lan, con Chí Quang; mẹ Điêm Tĩnh, con Mạnh Mẽ. Còn bây giờ hãy cùng chào đón nhân vật chính của chương trình hôm nay, một cô gái rất dễ thương qua những hình ảnh sau đây. Phú Minh sinh ra tại Hà Nội và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ Thành phố Hồ Chí Minh, tạo được ấn tượng cho người đối diện bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp pha lẫn một chút dịu dàng. Minh đạt rất nhiều thành tích nổi bật trong học tập, 12 năm liền là học sinh giỏi và liên tiếp đạt được những giải thưởng cao quý như giải nhì vẽ tranh cấp quận, học sinh giỏi cấp thành phố, học sinh giỏi môn văn, lý cấp quận. Không những xinh đẹp mà Phú Minh còn có rất nhiều tài lẻ như diễn xuất, vẽ tranh, múa, hát, nhảy. Đặc biệt, Minh còn nấu ăn rất ngon. Chia sẻ về tình trường của mình, Phú Minh cho biết đã trải qua một mối tình trong quá khứ nhưng không có thời gian cho nhau nên phải chia tay. Vì thế mà Phú Minh đã từng nói, nếu như yêu ai, phải trân trọng từng giây, từng phút. Sau những vấp ngã của mối tình đầu, Minh nhắn nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ hơn và phải tìm được một người con trai phù hợp ở cạnh những lúc vui buồn. Nói về mẫu bạn trai lý tưởng của mình, Phú Minh nhấn mạnh cần một người hiểu được tâm lý và suy nghĩ, bởi vì chỉ khi hiểu nhau mới thông cảm cho nhau và đi xa hơn được. Tham gia vào chương trình Cho phép được yêu ngày hôm nay, Phú Minh muốn nhắn gửi đến các chàng trai rằng thanh xuân của một người con gái nhanh chóng tan biến theo thời gian. Vì vậy, người đàn ông của đời em ơi, anh đâu rồi? Hãy đến bên cạnh em để thanh xuân ấy mãi mãi tươi mới anh nha. Ngay bây giờ hãy mời cô ấy ra sân khấu, bạn Phú Minh. Em tên là Nguyễn Thị Phú Minh. Hiện tại là em đang là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ. Hồi trước thì em có quen có một mối tình thôi. Xong rồi không có thời gian dành cho nhau. Dạ. Tại vì lo học nè, gia đình không có cho phép, đúng không? Bây giờ thì em có nhiều thời gian hơn rồi nên là em muốn tìm người phù hợp để tìm hiểu với mình đó. Tiêu chí của em thì một chàng trai có thể kiểu như là em hiểu, một chàng trai kiểu như là cũng ổn định trong công việc. Em đến đây với ai nè? Dạ em tới với lại gia đình của em, có mẹ. Mẹ nè. Chị của em. Chị của em. Và anh họ. Rồi, mẹ, chị và anh họ hãy chào đón gia đình của Phú Minh. Rồi. Xin chào gia đình. Bây giờ mẹ ơi, mẹ giới thiệu xíu về mẹ cho mọi người cũng như là mọi nhà trai được biết ạ. Xin chào hai MC. Dạ. Xin chào 4 phụ huynh của đàn trai. Xin chào các khán giả trong trường quay. Tôi là Nguyễn Thị Luật, Dạ. Năm nay 53 tuổi, là mẹ của cháu Phú Minh. Xin mời chị giới thiệu. Dạ, lời đầu tiên cho em xin chào hai anh chị MC. Con xin chào bốn cô phía bên kia và chào toàn thể quý khán giả ở bên dưới. Dạ, em tên là Hương. Ở nhà thì em là chị gái của Phú Minh và hai chị em cũng khá là thân. Dạ rồi, xin chào hai anh chị MC, xin chào với cô bên đó và chào các bạn ở trường quay. Dạ. Thì em tên là Hậu, là anh họ của Phú Minh ha. Thì hôm nay đến tới chương trình thì cũng là giúp đỡ Phú Minh chọn một cái bạn trai nào đó phù hợp và tư vấn cho cô để kiếm được một chàng rể tương lai. Cho phép được yêu. Vòng đầu tiên, tính cách của các chàng trai sẽ được bộc lộ qua 4 từ khóa mà các vị phụ huynh mang đến chương trình. Nhà gái phải cân nhắc thật kỹ để chọn ra một gia đình nhà trai phải dừng bước. Nào, bắt đầu ngay thôi. Mẹ Triệu Vy ơi, từ khóa mẹ nói về con trai của mình là từ gì ạ? À, từ sủa. Dạ. Sủa. Sủa hả con? Sủa. Sủa em thích gió. Đố em là ai sủa? À, ai sủa? Có nghĩa là có con gì nó sẽ sủa? Con cún anh. Em rất là thích cún luôn anh. Vậy chắc bạn này bạn thích động vật, đúng không? Xin mời ý nghĩa từ mẹ. Sủa cụ thể là chỗ nào ạ? Sủa ý nghĩa của con trai của mình là sáng sủa, khôi ngô, tấn tốn. À, đúng rồi. Bên nhà trai là sáng sủa thì cậu làm nghề gì ạ? À, con trai của mình là hiện giờ là đang mở cái shop bé Hoàng online đó. Với lại con đang làm bên dẫn chương trình đó, MC á. À, bạn trai nhà mình thì làm MC. Dạ. Dạ, ngoài việc kinh doanh là sẽ làm MC thì hầu như thời gian là các bạn sẽ hoạt động bên ngoài hết rồi. Đúng. Thì không biết có đảm bảo được về cái tình cảm của hai bạn hay không? Thì nói chung là nếu như mà đã xác định để giao lưu á, hay là mình làm quen á, thì hai đứa sẽ có thời gian để tạo cho nhau hơn. Còn công việc cũng là công việc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với mẹ Ngọc Phương. Con trai mình chỉ có một từ duy nhất đối với mình hiện bây giờ thì đó là từ nũng. Nũng. Nũng hả? Đáng đi cưng. Nũng. Nũng điệu. Nũng điệu giống cún nữa hả chị? Thì từ nũng để dành cho con trai mình đó là con trai mình thì cũng đi học, cũng hoạt động bên ngoài. Rồi những lúc mà em cảm thấy nó mệt mỏi, stress đó là hay về chia sẻ với mẹ. Và có một cái cử chỉ rất là muốn như mẹ truyền năng lượng cho đó. Cho nên là lúc nào cũng nũng nịu với mẹ. Chưa? Dạ, cho con xin hỏi ha, thì nếu mà bạn trai đó bạn nũng nịu thì các quyết định, ví dụ như học ngành nào hoặc là làm việc như thế nào hay rồi mình như thế nào thì có phải là tất cả là từ ảnh hưởng từ mẹ hay không? Cái này thì chỉ về mặt tình cảm, những lúc mệt mỏi thì em nó về chia sẻ với cô thì nó như thế thôi. Còn nhưng mà công việc của con hay là ước mơ của con thì cô lúc nào cũng quyết định của con hết. Chỉ khi nào mẹ chỉ là cái bờ vai để khi nào mà con có cần sự che chở và giúp đỡ cái tinh thần thì mẹ sẽ đứng cha. Còn nhưng mà tất cả các công việc, các ước mơ của em thì cô đều để cho em nó quyết định hết. Con trai của chị đang làm nghề gì ạ? Dạ thì con trai em thì năm nay cũng đang học năm 3 đại học quản trị kinh doanh đó. Rồi bên cạnh cháu vừa đi học thì cháu làm thêm cái việc như là MC. Với lại là cái đam mê của cháu nó là làm siết. Xin mời gia đình thứ ba chúng ta đưa ra từ khóa. Xin mời mẹ. Con mình thì mình chỉ đưa ra một từ đó là trưởng ạ. Trưởng. Trưởng. Gia trưởng. Em. Con trưởng. Con trưởng. Con trưởng. Trưởng thành. Con mình tuy là vẫn đang học lớp 12 nhưng cháu rất là trưởng thành. Ngoài ra cháu cũng là con trưởng, cũng là con một trong gia đình. Vì vậy là cháu rất có tinh thần trách nhiệm với mọi người. Bạn trai mới học lớp 12 thôi. Của mình nhà con thì năm nay là 21 tuổi rồi. Thì không biết là có ngại cái chuyện mà con gái lớn hơn con trai hay không? Và thứ hai ha, thì bạn nó cũng đang học thì có thời gian đâu mà yêu đương ha. Theo như cô nghĩ thì là tuổi tác không quan trọng. Nếu mà có thể đến được với nhau thì hơn 50 tuổi cũng không có sao. Từ khóa thứ 4 đến từ gia đình của mẹ Ngọc Lan. Xin mời mẹ ạ. Từ khóa của con trai mình là chỉ cần. Cần hả cô? Cần. Nghĩa cần mẫn. Cần cô. Chuyên cần. Cần cần một tình yêu. Dạ mẹ ơi, từ cần thì là cụ thể là gì ạ? Cần cù, cần kiệm, cần một cô gái. À trời ơi, ba cần luôn. Đó, dễ sợ chưa? Lần này em suy đoán đúng. Con trai của cô nó học võ lúc 7 tuổi. Bây giờ thì nó cũng vẫn đam mê với cái nghề võ. Thì thỉnh thoảng trong những phim trường hay hoặc là những điện ảnh gì có thể mời thì nó sẽ quay các ca đơ. Dạ coi, với công việc nguy hiểm như vậy thì không biết là con của cô có bao giờ bị tai nạn chưa ạ? Chưa, cô chưa thấy, nhưng mà trong cái nguy hiểm đó thì cũng có những cái kỹ thuật để bảo vệ. Trước khi mình vô mình quay thì mình nghĩ chứ, ủa mình sẽ gặp tai nạn không? Mình phải tự tin. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với thời gian gây cấn nhất. Hãy xem 4 từ khóa của 4 gia đình này về độ thân thiện, độ gần gũi, độ thiết thực, độ mạo hiểm, độ an toàn, độ tương lai. Đủ những tiêu chí của mình hay chưa? Nếu ai chưa đủ những tiêu chí thì mình phải buộc tạm dừng lại tại đây. Vậy thì thời gian suy nghĩ dành cho nhà gái bắt đầu. Xin lỗi gia đình số 3. Gia đình số 3. Mẹ của gia đình số 3 rất là xinh đẹp nhưng mà... Mẹ Mai Trang, con Ngọc Sơn là thân thiện. Là do tại sao ạ? Bởi vì con trai của mẹ ít tuổi hơn con gái của tớ 3 tuổi. Nên là trẻ có không phù hợp. Vậy thì bây giờ hãy cùng chào đón em Ngọc Sơn tại Cho Phép Được Yêu. Em Ngọc Sơn, mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Phạm Ngọc Sơn, năm nay em sinh 2002, em 18 tuổi. Và ngoài công việc đi học ra thì em còn đăng ký để đi diễn thêm những cái vai extra như trong các bộ phim. Phú Minh ơi, em nghĩ thế nào về Ngọc Sơn? Dạ tại hồi trước em cũng có quen lúc mà đi học á. Thì cái thời gian đi học rồi quen nhau á thì nó không có được kiểu mình không có nhiều thời gian á, rồi mình chia tay rồi anh cũng ảnh hưởng việc học, cho nên là giờ nghĩ lại thấy hối hận đúng không? Biết về đó học đi đừng yêu đúng không? Rồi đó. Dạ mời mẹ xuống đây ạ. Mời mẹ xuống đây ạ. Nhà này là hai mẹ con là đẹp đều nha. Thì bản thân anh Hiếu thì giúp cho em sẽ ngoài cái việc học tốt ra thì mình còn thỏa cái đam mê diễn xuất cũng như là có thể lớn sân sâu hơn khi mà mình đã có một cái việc học nó ổn định. Tại vì cái nền tảng kiến thức mà nó đi đôi với cái công việc nghệ thuật của mình đó, nó cực kỳ quan trọng và nó tốt nha. Chúc cho chị sẽ có nhiều sức khỏe và gia đình mình sẽ thật hạnh phúc, và khi mà em trưởng thành và đủ vững chãi và kiếm được thu nhập của mình thì sẽ có một tình yêu thật đẹp. Thế hả? Rồi, một tràng vỗ tay thật lớn. Dạ rồi, chào hai mẹ con. Cho phép được yêu. Thật đáng tiếc khi phải chia tay gia đình số 3 với từ khóa trưởng. Trong vòng 2 chỉ còn lại 3 ứng cử viên. Cùng hồi hộp chờ xem chàng trai nào sẽ phải chia tay với chúng ta ở vòng này. Còn chưa gì nữa, hãy hướng mắt lên màn hình để theo dõi mẹ Triệu Vy giới thiệu về con trai Xuân Tính của mình. Tính năm nay 23 tuổi, nó rất chi là lãng mạn, đam mê của nó là thư tình, thể thao, đánh bóng chuyền, tính tình thì vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Tính hiện đang làm biên tập viên NC ở quận 9. Tối về rảnh thì Xuân Tính bán hàng online. Công việc của nó rất chi là bận rộn, đi làm từ tối tới sáng mới về. Làm mẹ thì Xuân cũng lo cho sức khỏe của con, nhưng mà con nói là nó tự lo được sức khỏe của nó. Tính nhà tôi rất chịu khó, bởi vì từ nhỏ tới giờ ông bà nội nuôi, chứ tại vì gia đình không có điều kiện để nuôi cháu. Tính cũng vất vả để chăm lo cuộc sống chứ không có nhờ đến bố mẹ. Cách đây mấy năm Tính cũng có để ý một cô bạn là học trong trường, thấy cũng có viết thư 5-7 lần, cô đó không có đáp lại. Tình cờ Tính phát hiện ra cô gái đó xé lá thư bỏ sọt rác. Một thời gian Tính đi lang thang ngoài đường xong thì về đóng cửa, tự nhốt mình trong phòng mà chứ không có tâm sự với ai đó. Tính cách của con tôi rất là lụy tình, đa sờ, đa cảm. Tôi chỉ mong con tôi là mạnh mẽ lên, tìm được một người nào đó thật sự thương mình, chứ không nhất thiết phải thương cái người mà không thương mình. Tính thì nó thích người thiệt thà, dịu dàng, đảm đang. Tôi muốn là con tôi tìm được những người như vậy. Tính như nước, con như khuy, như mai với núi, sao còn chưa yêu. Dạ, cô cho con hỏi là ví dụ những lúc mà em nóng giận lên á thì cái biểu hiện của em như thế nào? Nói chung là cũng trầm tính chứ không có mà nóng nảy lắm. Cái gì thì cũng từ từ giải quyết chứ không có mà nóng nảy lên. Con trai mà đa sầu đa cảm như thế thì sau này liệu có che chở được cho con gái của mình không ạ? Nói chung là Xuân Tính là hồi giờ tính nó rất chi là ngoan hiền, mà nói chung là thương thậm chí với mọi người hay là xung quanh mình. Ví dụ như nó giúp được cái gì nó vẫn giúp được, đừng nói chi tới là người yêu, người thương của nó hoặc là sau này là vợ của nó. Đó chính là đoạn video clip đầu tiên về chàng trai Xuân Tính. Bây giờ mình sẽ đến với chiếc ghế số 2. Xin mời coi video clip của mẹ Ngọc Phương. Anh Minh là một chàng trai rất là dễ gần gũi, sống tình cảm, rất có hiếu với cha mẹ. Anh Minh được một cái là rất là nhanh nhẹn, tính cách rất là hòa đồng. Từ nhỏ thì anh Minh đã có cái ý thức là tự lập, vừa đi học vừa đi làm. Ngoài việc anh Minh đi học thì anh Minh còn làm một số nghề như là MC, là đi xiếc, diễn viên tự do để có thêm được cái trang trải cuộc sống. Anh Minh có cái tật xấu là những lúc làm việc căng thẳng mệt mỏi thì anh Minh hay là cáu gắt, nhưng mà nó cũng không phải là vấn đề quan trọng. Anh Minh là một người sống với tình cảm, những cái việc gì mà liên quan tới tình cảm thì người ta thì thường khó chia sẻ với mẹ, nhưng mà anh Minh lại không. Trong tình cảm thì anh Minh thường hay tâm sự với mẹ. Có một cái hồi lúc là anh Minh là đi học thì anh Minh có để ý một cô bạn gái, nhưng mà chỉ là để ý thôi rồi cũng chưa dám tỏ tình với ai. Và hôm nay đến với chương trình thì rất mong tìm ra được một cái người mà giống như ý nguyện và chấp nhận những cái đam mê của anh Minh. Anh Minh thì thích một cô gái hòa đồng, vui vẻ và có cái sự thông cảm trong cuộc sống. Vấn đề xấu đẹp, ngoại hình hay là gì không quan trọng, mà quan trọng với anh Minh là người con gái đó phải có tâm, có đức và có hiếu với gia đình. Anh Minh không thích linh tinh, anh Minh chỉ thích về vinh với nàng. Dạ, cho con hỏi ha, thì không biết là bạn Minh rất là đam mê về ảo thuật, thì có thể nói sơ về cái sở thích của bạn Minh được mà. Thì cái đó là chỉ là cái đam mê của Minh thôi, còn cái định hướng của Minh là Minh học quản trị kinh doanh, thì sau này ra sẽ có một cái công việc phù hợp với em. Thì còn cái đam mê của em thì là lúc còn trẻ thì em nó đam mê để nó có thêm những cái sáng tạo trong cuộc sống của nó, để cuộc sống nó thêm vui vẻ thêm gì đó. Dạ. Dạ. Dạ, cho con hỏi chút xíu là trước giờ là bạn nhà mình là đã quen bao nhiêu người rồi cô? Nói chung thì quen chính thức là chưa. Dạ. Là chỉ là mối tình hồi cái thời học sinh, là Minh để ý bạn học cùng lớp. Thì lúc đó thì cái điều kiện mình là không có đó, cho nên là chỉ để ý người ta thôi chứ không có dám thổ lộ. Rồi em nó cứ đam mê làm nghề, rồi nó thích đi học, để mà em nó nói là sau này con sẽ có một cái nghề ổn định để báo hiếu cho cha mẹ. Thì trước tiên con có cái nghề rồi mới tìm bạn. Dạ, cho con hỏi là hồi nãy con có nghe cô nói là khi mà đi làm về mệt á thì anh Minh là hay cáu gắt á, thì mình có cách nào để thứ nhất là mình hiểu được cái tâm trạng rồi cái mình có thể xoa dịu nó, cái thứ hai nữa là khi mà cáu gắt như vậy á thì thường là cô sẽ làm sao, kiểu như là có hay cáu gắt quá không, có dẫn đến cãi nhau nhiều không cô? Dạ. Thì ở đây cô cũng chia sẻ luôn là anh Minh sống rất tình cảm, nhiều khi mệt mỏi căng thẳng hay là cáu gắt á thì cô sẽ nói chuyện với anh Minh, là cô chia sẻ với anh Minh, cô hỏi chứ là bây giờ con gặp vấn đề gì, con có thể chia sẻ với mẹ hay không, mẹ có thể giúp con như thế nào. Tại vì những cái áp lực bên ngoài của con là mẹ hiểu, tại vì con vừa học vừa phải đi làm, thì con có cảm thấy cái gì nó khó khăn quá thì con chia sẻ với mẹ, thì mẹ sẽ đồng hành cùng với con. Cho nên là những cái lúc mà anh Minh nó cáu gắt á, thì thường tâm lý của con cô nó là rất là chịu nhỏ nhẹ. Thì cô sẽ pha cho con một ly nước nóng, trà nóng để mà ngồi xuống cho cháu uống và nói là tâm sự với con, thì cho em nó hạ cái tinh thần của nó xuống để mà mình ngồi nói chuyện với nhau để mình giải quyết vấn đề nó được tốt đẹp hơn. Thì đó là cái cách dạy con của cô, chứ không bao giờ mà cô dùng cái từ ngữ là lớn tiếng hay là tranh luận hay là đánh đập ngược đãi con, thì cái đó là chưa bao giờ xảy ra đối với gia đình cô. Bây giờ chúng ta cùng đến với đoạn video clip của gia đình thứ tư. Vị trí thứ tư là mẹ Ngọc Lan sẽ chia sẻ về con trai Chí Quang của mình. Mời quý vị theo dõi. Con trai năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là diễn viên tự do, võ sĩ. Nó đã đi học võ năm 7 tuổi. Chí Quang nó có cái niềm đam mê là võ thuật nên nó đã học gần 20 năm. Bây giờ thì thỉnh thoảng nó vẫn đi quay các cascadeur cho những đoàn phim. Tôi làm cha mẹ tôi cũng trân trọng cho nó cứ theo đuổi. Có một lần vậy thì tôi chỉ tình cờ nghe con kể, con mình nó đào hoa lắm, nó yêu từ lớp 8. Bây giờ chung thẳng ra cũng có nhiều cô gái theo, rồi cũng quen. Tại vì chung chắc lẽ con mình nó đẹp trai. Con mình Chí Quang nó cao 1m75, thì đi học võ từ nhỏ cho nên cái body của con mình nói chung là rất là ok, đẹp trai. Chí Quang nó có hai cái cá tính, cái thứ nhất á, thì tính là rất tốt, hay giúp đỡ mọi người, còn tính xấu của nó thì nó cọc. Chí Quang thì nó rất là thông minh cho nên công việc nó rất là nhanh nhẹn. Ở nhà thì mình hay nhờ con giúp đỡ. Chí Quang con của mình nó thích bạn gái dịu dàng, đầm tính để có thể lấp được đi cái phần khuyết điểm của nó. Người mẹ như mình cũng thấy là con mình nó chọn như vậy là thích hợp. Gia đình của mình thì chung ông xã thì làm về xây dựng, mình thì kinh doanh, cho nên cuộc sống cũng khá giả, không có đánh đổi nào. Thì mình để cho con nói chung nó sẽ lựa chọn. Thì thí dụ trường hợp bây giờ một cô dâu mà hợp tính với mẹ thì mẹ thì rất là xì tin nha. Nếu mà con cảm thấy mà chung á ok với mẹ thì chung thẳng mẹ con mình á chung á sống rất là hòa hợp, con thích gì mẹ cũng có thể chiều, nhưng mà trong cuộc sống phải có sự hòa thuận với nhau. Con về hai cô cháu mình á quay TikTok, shopping siêu thị. Chí Quang nó có thể bỏ nhiều thứ, không để ý nhiều thứ, nhưng mà nó không có phí cái thời gian mà để yêu con cái tin cô, ok. Mẹ em đây xì tin với trời Phật. Thế Châu xin hỏi là cái tính cách của cậu ấy hay nóng nảy thì sau này nhờ hay cục tính hay đánh vợ thì làm sao? Đấy. Cái tính vợ thì mình không có nói trước được là như vậy. Tại vì trong tình yêu đó, thương vợ thì cho dù một bạc tay ta cũng không nỡ. Còn cái cọc tính của con mình là như vậy. Nhiều khi nó cọc tính quá mình cũng cảm thấy là rất là buồn. Mình khuyên con thì những lúc mà nhưng mà nó ngồi xuống, nó sẽ nghe mình nói, thì nó cũng nói chứ thì mẹ biết đánh con mà. Thì lúc đó thôi thì con sẽ không bao giờ mà chung mà làm cho mẹ buồn nữa đâu. Để con từ từ con sẽ kềm chế được cái tánh nóng của con. Tại vì nhiều khi nó học võ, nhiều khi cái áp lực, cái sức khỏe của nó thì nó chỉ căng thẳng chúng nó thôi. Chứ còn nếu mà nói cọc tính mà để mỗi chút, mỗi cọc, mỗi chút, mỗi mà cự nữ này thì không có. Vâng ạ, vậy là vòng 2 của chúng ta cùng với 3 đoạn video clip đã được giới thiệu với nhà gái ở đây cũng như là tất cả quý khán giả. Ngay bây giờ sẽ là lúc để nhà gái chúng ta có thể hội nghị bàn tròn, chọn ra một gia đình phải dừng chân cuối vòng 2. Xin mời. Là gia đình số gia đình số 4. Số 4. Bởi vì tôi có thằng con trai rồi, nó cọc tính, tôi rất là sợ cái khi mà nó nóng tính, nó ấy lên thì tất cả mọi thứ tan tành hết, tôi rất là sợ. Mẹ ơi, khi mà bên kia lựa chọn như vậy thì mẹ thấy như thế nào ạ? Thật ra em cảm ơn chị, cái thứ nhất là như vậy. Con em 26 tuổi, em chỉ có ý định là quen thời gian này để tìm hiểu chứ chưa nghĩ cho lập gia đình sớm. Dạ. Nên đó, nói chung thí dụ như bây giờ có quen hay mà con gái chỉ có chọn thì em cũng chỉ để tìm hiểu rồi chung có thể nhiều khi hòa hợp hai bên là như vậy. Cô gái này dịu dàng, khỏa lấp được cái tánh cọc của con em thì mình tiến tới. Dạ. Còn nếu như mà chung không dằn được thì để thời gian cái duyên của nó tới sau. Cô chúc con gặp được một nửa của mình. Thật sự, tại vì con rất là xinh đẹp, dễ thương. Con cảm ơn cô. Vậy thì bây giờ hãy cùng gặp gỡ với Chí Quang tại Cho phép được yêu. Lời nói đầu tiên em xin phép chào tất cả mọi người ở trường quay và mọi người ở màn hình và đặc biệt là bên gia đình bạn nữ. Dạ. Yeah. Okay. Hồi nãy anh Hiếu anh hỏi là em hỏi mẹ em mà mẹ em trả lời ảnh chưa có hiểu lắm là em trong đội Cascader mà có thuộc nhóm nào không em? Dạ thật ra thì em chưa thuộc nhóm nào hết. Dạ. Yeah. Tại vì công việc của em thì em cũng làm diễn viên tự do đó thì em cũng thích mạo hiểm cho nên là em cũng nhắm tới cái cascader, diễn viên cascader thì em cũng có làm rồi nhưng mà thực chất là em chưa có vào một cái gọi là chuyên nghiệp chính thức, đúng không? Chuyên nghiệp. Vậy kể chị nghe cái pha nguy hiểm nhất mà em làm là gì? Cái pha nguy hiểm nhất em làm là em nhảy độ cao khoảng em không nhớ bữa đó là cả 10 mét. Dạ. 10 mét là lầu mấy anh? 10 mét là cỡ lầu 2 á. À, không lầu 2 mà té xuống là cũng đau á. Không chột cũng què. Dạ. Nhưng mà có dây mạo hiểm không sao. Chứ có cái nệm ở dưới nên là mình chuẩn bị tâm lý thì mình tự tin với cái cú nhảy của mình. Hồi nãy á, mẹ có chia sẻ với em cọc cứng, nhiều khi em giọng xuống bạn có làm. Thì Mico Lan Trinh có hỏi là ở nhà bể mấy cái bàn rồi. Không dám trả lời là bể mấy cái bàn rồi. Thật sự thì có 7 cái ly nhưng mà em mua lại em giấu mẹ em mua lại. Còn bàn thì bàn gỗ dày lắm em đấm không bể nổi. Đập ly thì đập lén đúng không? Không em hất cái bàn á, em hất cái bàn nhưng mà thật ra em biết có cái ly nhưng mà em cũng kệ tại em cầm cố quá. Dạ. Giận cá chém thớt. Dạ. Chứ bể cái ly. Ai ở nhà chứng kiến hành động? Dạ không ạ. Ủa? Thì đó là lén đó rồi mua cái ly khác vô thế vô là mẹ không biết gì hết, tự hốt luôn, tự đập tự hốt chi ra cực vậy không biết. Dạng cọc tự kỷ nè. Cọc không ai chú ý. Rồi thôi, hy vọng là đừng có cọc tính là dạ, dạ. Bỏ. Dạ em lần đầu gặp anh á thì em thấy anh dễ thương, nói chuyện rất là thân thiện, vui vẻ và em không có nghĩ là anh cọc luôn. Đúng á, anh Hiếu cũng không cảm nhận cái độ cọc ở đây luôn á. Rồi mời mẹ xuống đây ạ. Thưa quý vị, hôm nay rõ ràng là rất là tiếc là do cái tính tình và bên nhà gái cũng sợ vì có một cậu con trai ở nhà cọc tính cho nên là không lựa chọn gia đình số 4 của chúng ta cho nên mới dừng lại tại đây thôi. Cho nên mẹ đừng có lo, chúc cho mẹ nhiều sức khỏe và em đây sẽ ngày càng hoàn thiện hơn để có thể đến với đam mê của mình một cách trọn vẹn nhất mẹ nhé. Dạ, một tràng vỗ tay gửi lời chào ạ. Cô Tiến. Con phải lượm vô cô chứ cô rước một tí. Nhưng mà tại vì để con trai cô đi, nó sửa lại cái tánh đi. Nếu mà hai đứa có duyên á thì cô thấy là hai đứa rất là sướng. Dạ rồi, rồi. Chào hai mẹ con. Chào mẹ, chào bạn nha. Cho phép được yêu. Trải qua hai vòng tranh luận quyết liệt với những quan điểm đầy thú vị, chương trình Cho phép được yêu hôm nay còn lại hai chàng trai chiếm được cảm tình của gia đình Phú Minh. Liệu chàng trai nào sẽ trở thành chàng rể nhà gái đây? Vòng 3 hứa hẹn đầy sự gây cấn sẽ bắt đầu ngay sau đây. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ Xuân Tính, con của mẹ Triệu Vy. Là 3 phút để cho hai em tìm hiểu nhau, khai thác thật nhiều thông tin nhất có thể nha. Thời gian dành cho hai em bắt đầu. Em hiện tại thì em là sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ đúng rồi. Em học ngành gì? Dạ em học ngành quan hệ quốc tế. Của trường nào em? Dạ em học Đại học Ngoại ngữ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em mới trải qua một mối tình. Và qua cái mối tình đó thì em có những cái trải nghiệm gì, và em đến chương trình thì em mong muốn tìm cho mình một người yêu như thế nào, và có chắc là em sẽ sau chương trình này nha, anh muốn là thật là nghiêm túc trong các mối quan hệ của mình, thì em có chắc rằng là em sẽ có mối quan hệ chính thức đối với anh hay không nếu như em chọn anh? Dạ, lúc mà em quen á, là lúc đó là em đi học thì cũng là tình học sinh á, thì khi đó là không có nhiều thời gian dành cho nhau. Thì sau này em học đại học thì thời gian thoải mái hơn, thì có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, cho nên là em muốn cả hai dành nhiều thời gian cho nhau một chút, quan tâm nhau. Đầu tiên thì không biết là khi mà em gặp anh đó, thì em cảm nhận anh là người như thế nào? Dạ em thấy anh là một người dễ thương, nói chuyện cũng rất là thân thiện. Với lại em thích là dành nhiều thời gian cho nhau, nên là mình tranh thủ gặp nhau sớm sớm á anh. Ok. Anh muốn, tại vì là khi mà bắt đầu mối quan hệ á, thì anh muốn thử là trái tim mình nó có rung động thật sự hay không. Thật sự là ở trong phiên trường có rất là nhiều bạn nam, và anh cũng rất là hồi hộp muốn ra đây để gặp em và xem cảm xúc của anh như thế nào. Anh có thể ôm em một cái được không? Dạ, tại vì em có nghe ông bà ta nói là nam nữ thọ thọ rất thân đúng không? Dạ đúng rồi. Không sao cả. Cái đó thì nếu mà mình tìm hiểu, nếu mà mình cảm thấy là mình hợp nhau thì mình có thể tiến xa hơn, không sao. Anh tôn trọng quyết định em. Và qua chương trình này thì anh cũng muốn rằng là chúng ta sẽ cho nhau một cái cơ hội nào đó. Tại vì trước giờ thì anh như mẹ anh đã chia sẻ đó, thì anh cũng có một tình yêu đơn phương. Cho phép được yêu. Đó chính là bạn Anh Minh sẽ xuất hiện trên sân khấu ngay bây giờ. Mời. Chỉ có 3 phút thôi, chúc cho em thành công. 3 phút bắt đầu. Dạ, hiện tại là anh đi làm chưa? Anh đã đi làm MC và với đó là diễn viên tự do. Dạ. Nếu như mà những lúc mà em buồn á thì anh có thể diễn xiết cho em vui được đúng không? Có thể. Minh à. Dạ. Tham gia chương trình em có vui không? Dạ. Nếu mà em chọn được người phù hợp với em thì chắc chắn là sẽ vui hơn rất nhiều. Khi tham gia chương trình này anh cũng vui lắm, nhưng mà khi gặp em á thì anh lại thấy hối hận. Anh hối hận vì sao mà mình không gặp em sớm hơn, để bây giờ phải cạnh tranh với một đối thủ. Đau tim quá. Trời quá em ơi. Nếu mà những lúc mà anh buồn á thì anh thường làm gì? Anh thường tỏ ra bực bội, nhưng á anh có mẹ. Sau này nếu mà anh về ở với em á thì em có thể dịu dàng giống như mẹ anh được không? Nhưng mà nếu mà em muốn ở riêng thì sao? Có thể chứ. Là mình vẫn có thể dọn ra ở riêng đúng không? Đúng rồi. Em thấy là anh hay nhắc về mẹ, thì những quyết định sau này là anh sẽ hỏi ý kiến của em hay là hỏi ý kiến của mẹ? Khi mình có gia đình rồi thì đối với anh gia đình là trên hết. Nếu cho anh một thời gian ở bên em thì em cho anh bao lâu? Em nghĩ thời gian là vô hạn, quan trọng là mình cho nhau được những gì. Ví dụ như thời gian ngắn nhưng mình cho nhau được nhiều tình cảm thì nó cũng sẽ hơn là một thời gian dài mà mình không nhận được gì. Hết giờ. Cho phép được yêu. Các bạn thân mến, phần mà chúng ta mong chờ nhất đang đến. Hiện tại thì cả ba gia đình đang xuất hiện tại sân khấu chính rồi. Và sắp sửa đây chúng ta sẽ được biết hai món báu vật của các gia đình. Đầu tiên xin được mời món báu vật của mẹ Triệu Vy, con trai Xuân Tính. Cảm ơn em. Hồi Ngọc, anh sợ chạm những cái gì sống đó. Sao? Hey! Tròn nha, tròn. Không, không dài. Tròn thôi. Tròn anh, tròn anh. Tròn không dài, nó cũng vừa nắm tay. Cũng cỡ vậy thôi. Chúm chúm. À! Hai cái tròn tròn. Nhỏ thì em. Dạ mời cô. Đâu rồi? Cúc Hà. Hai cái quả trứng này nó có ý nghĩa là hồi xưa lúc mà con tôi còn nhỏ, nói chung là gia đình cũng nghèo khó, không có điều kiện, nhưng mà tôi cũng bị bệnh nên chi con hồi đó nó cũng đi làm nhưng mà chật vật rồi nó không có tiền lắm, nên chi trứng là nó rẻ nhất. Chị con nó cũng dành dụm để nó mua trứng về nó cháo nó đút cho tôi ăn. Chi bây giờ thấy hai cái quả trứng này mà nhớ lại kỷ niệm xưa, tôi rất chi là thương con tôi nhiều. Con tôi rất chi là ngoan hiền, biết chăm lo cho mẹ là từ nhỏ tới giờ luôn á, cho đến khi trưởng thành. Bây giờ thì con tôi cũng đã đạt được những gì con tôi mơ ước, mà công việc cũng ổn định, thì tôi cũng mong là sau này con tôi lo cho vợ cũng như là lo cho mẹ. Chị mang hai quả trứng lên đây để nhắc nhớ về một cái khoảnh khắc không bao giờ quên được của tình mẫu tử, đúng không ạ? Đúng rồi. Và rõ ràng là khi con trai mình dù chưa có biết gì thời điểm đó mà nghĩ được đến điều đó cho mình á, khi gia đình quá khó khăn, khi mà không còn cái gì ở trong nhà gọi là giá trị á, thì đúng là một điều mà chúng ta phải nói rằng là không bao giờ quên. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúng ta vừa được lắng nghe một câu chuyện vô cùng xúc động xung quanh món báu vật của gia đình thứ nhất. Và bây giờ hãy tìm hiểu món báu vật của gia đình mẹ Ngọc Phương, con trai Anh Minh. Thôi hú hồn ha, hú hồn. Nếu ở bên kia mà mình thấy hai cái trứng nho nhỏ thì bên đây là chắc là một cái trứng bự dữ. Dạ cái này là trứng đà điểu á anh. Ý. Ồ, trời ơi, sao nó đã quá hả anh? Đã quá. Em ra đi ăn cái gì vậy? Mát. À mềm. Nó hình gì anh? Nè em ơi, nó hình tròn, nó rất là mềm mại. Nó mà khi mình bóp nó đàn hồi, nó tưng đã lắm. Đó chính là thì hôm nay đến với chương trình Cho phép được yêu thì xin phép là em muốn chia sẻ một cái vị trí cái bong bóng này. Thì cái bong bóng này nó giống như là một cái nền tảng ước mơ mà em muốn gửi cho con trai mình, là ước mơ của con sẽ được bay cao, bay xa. Rồi bên cạnh đó thì muốn con mình tìm được một cái người đồng hành với con mình để ước mơ được chấm cánh nó thật xa, bay cao hơn nữa, và được một cái tình yêu trọn vẹn là tiến xa hơn cái tình bạn. Thì đến đây thì cũng một cái dịp nó rất là tình cờ, nhưng mà theo mình thì nó cũng là một cái duyên. Tại vì bé cũng tên Minh và con trai mình cũng tên Minh, thì hy vọng là sự thông minh của hai con được kết hợp lại với nhau sẽ được tiến lên một cái tầm cao hơn nữa và một cái tình yêu tốt đẹp hơn nữa tương lai sau này. Dạ. Dễ thương quá à. Ngay lúc này hai gia đình phải nói vì sao nhà gái không nên chọn nhà kia. Thời gian đối chất bắt đầu. Theo quan niệm của em thì xin chia sẻ với gia đình của bên chị, bên nhà gái. Thì theo quan niệm em nhìn thì em đánh giá là cái phần sinh trai thì cũng không được sinh mấy. Tại vì trời ơi, đeo mắt kiến cho nên là nó sẽ giống như nó cũng cản trở. Cản mắt kiến ra, cản mắt kiến ra, cản mắt kiến ra. Bạn không chọn chứ. Không mới cặp đẹp. Rồi cái phần con học nhiều. Tự tin. Có thể là con trai em ở cái vòng trước nó chưa chia sẻ ở cái lúc mà hai cháu vấn đáp với nhau. Cái đó là mình nhường nhịn với nhau để mình tìm hiểu với nhau được kỹ hơn, chứ mình không có lấn lướt. Còn cái bạn trai bên đây rất là lấn lướt, không có cho bạn gái bên đây được cái lời đối đáp như thế nào hết. Cái đó là cái điểm mình theo mình cảm thấy là nếu như mà thật sự yêu nhau thì lấn lướt như vậy là nó sẽ không được hoàn thiện, không được hoàn mỹ. Phải có sự lắng nghe, sự thông cảm, sự chia sẻ và từ tốn với nhau, như thế nó sẽ đạt được một cái tình cảm nó sâu sắc hơn. Còn bên kia thì dồn dập quá. Như thế thì đối với mẹ Phương của con anh Minh thì cảm thấy là một tình cảm như vậy nó sẽ xảy ra nhiều vấn đề xung đột lắm. Tại vì cứ lấn áp như vậy là sẽ không tốt. Phải để cho hai bên nó tâm sự, nó chia sẻ với nhau, phải biết lắng nghe và phải biết thổ lộ, chứ không phải là cứ thổ lộ hết như vậy là cảm thấy là không ok. Mới nãy chị đây nói là con trai tôi thì đeo mắt kiến cũng không được xinh lắm, nhưng mà cái thật chất đó là đeo mắt kiến thì con tôi nhỏ giờ nó học nhiều, nó nói chung là bon chen trong đường kinh doanh này kia, nên chị đeo mắt kiến là càng dài thì kiến thức còn cao. Rồi em thì em chỉ mới bị cận đấy thôi, và em cũng không có cận nặng lắm. Ở đây thì em muốn nhìn thấy mọi người rõ hơn, cho nên là em tôn trọng gia đình của bạn và bạn nữ, cho nên là em muốn nhìn thấy rõ mặt bạn nữ và rõ mặt gia đình, cho nên em mới đeo mắt kính. Chứ thật ra là em chỉ cận 0.05 hai mắt. Gia đình bên kia thì bạn nam á, là theo lâu dài thì bạn sẽ đi bên kinh doanh. Hồi nãy cô có nói ở phòng trước thì cô có nói là theo lâu dài thì con của cô sẽ theo định hướng kinh doanh, mà theo định hướng kinh doanh thì con cô hiện tại là đang làm MC, là nghề tay trái, và con cô cũng có đang làm ship. Thì con thấy là bạn định hướng lâu dài kinh doanh thì bạn sẽ, nói chung là kinh doanh thì em nghĩ là nó cũng tốt chứ không phải là sao, nhưng mà nếu mà về lâu về dài mà bạn nữ đi theo con đường nghệ thuật thì có thể là nó sẽ không được giúp ích nhiều cho bạn nữ. Dạ vâng, là có thể là mẹ em nói chưa rõ là em đi theo nghề là nghề tay trái, còn nghề tay phải của em là kinh doanh, và dự định tương lai của em là kết hợp hai cái lại với nhau, em có thể thành lập công ty giải trí để vừa có thể hỗ trợ cho nghệ thuật của em, vừa có thể ổn định cho cuộc sống chúng ta. Con trai của tôi thì nó có tính tự lập từ nhỏ, cho nên là những cái gì mà con quyết định thì mẹ là người hỗ trợ. Mẹ là người hỗ trợ thôi chứ mẹ không quyết định cuộc đời của con. Mẹ chỉ là bức tường, giống như là chúng ta xây một cái ngôi nhà thì cái nền móng rất là quan trọng, cái nền tảng rất là quan trọng. Thì đối với mẹ thì có thể là tiền tài vật chất thì mẹ không có nhiều như người ta, nhưng mẹ có thể lo cho con ăn học đến nơi đến chốn, và để con có được cái cuộc sống sau này của con tự quyết định thì nó sẽ hay hơn. Và chúng ta là cha là mẹ thì theo em thì chúng ta chỉ nên hỗ trợ con cái, đứng bên ngoài quan sát và chỉ đường dẫn lối những cái gì mà đúng thì định hướng cho con. Còn ở bên kia thì em nói là kiến thức càng dày, học càng cao, nhưng mà em đã làm được gì? Vấn đề đó mới là quan trọng. Cái tương lai của em như thế nào, nó có chắc chắn hay là không? Em có bổ sung là hiện tại thì em đã có công việc ổn định. Hiện tại thì em đang công tác tại một công ty. Nói chung là em không có nói quá nhiều về em nữa. Nói chung là hiện tại em có công việc ổn định và em có kinh doanh online nữa. Trong khi bạn nam bên kia chỉ là một sinh viên năm 3, bạn còn đi học và bạn trong quá trình tốt nghiệp, và thời gian học và thời gian bạn đi dẫn và thời gian mà bạn đi siết các kiểu, thì thời gian đâu mà để nhắn tin và hẹn gặp rồi tất cả các thứ, chăm lo cho bạn nữ được một cách chu toàn nhất. Thì em chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Còn phần quyết định thì con nghĩ là gia đình cũng có một cái quyết định nào đó cho riêng mình rồi, và nếu như mà con được chọn thì con rất là quyết. Thưa quý vị, có lẽ ngày hôm nay chúng ta đã thấy được sức trẻ của những người trẻ là như thế nào. Dù trong tình yêu thì các bạn cũng tận dụng điều đó hết sức tuyệt vời. Đặc biệt những người trẻ ngày nay các bạn ăn nói rất là trôi chảy, và các bạn có tư duy, có suy nghĩ, có công việc cũng như là có một nền tảng gia đình cực kỳ tốt, dù xuất phát điểm như thế nào đi chăng nữa. Vậy thì bây giờ để khép lại chương trình ngày hôm nay, nhà gái hãy cho chúng tôi biết cái tên mà gia đình nhà gái cho phép được yêu. Ai là chàng trai mà gia đình cho phép được yêu? Cái tên chàng trai mà gia đình cho phép được yêu là ai? Số 2, con Anh Minh, con mẹ Ngọc Phương. Yeah. 5 4 3. Trời ơi. Rất là bất ngờ về kết quả này, vì nhà gái đã cho phép được yêu là chàng trai mà Hiếu nghĩ cũng nhận được nhiều cảm tình của quý vị khán giả theo dõi nãy giờ, đúng không? Nhưng mà vậy thì cho anh Hiếu hỏi nè, lý do tại sao em không chọn hai chàng trai này? Dạ, thứ nhất là đàn ông thì đối với em là phải mạnh mẽ, kiểu như là phải có bản lĩnh. Nhưng mà anh đây thì kiểu hơi rụt rè, hơi nhút nhát, với lại không có nói nhiều lên cái quan điểm của mình. Còn anh kia nói nhiều quá cũng không chọn luôn. Còn anh kia thì kiểu như là nói lấn át hết cái tôi của anh ấy, nên em không thích luôn. Dạ. Thật ra trong 4 anh thì em thích anh nào nhất? Trong 4 anh ngày hôm nay. Tâm sự nhỏ với chị không nói ai nghe đâu. Dạ, trong 4 anh á thì em có ấn tượng nhất là anh số 4. Là anh Cacador. Trời ơi. Anh ơi, anh lại. Thưa mẹ, như vậy là ngày hôm nay gia đình của mình đã đưa ra một lựa chọn nhưng mà nó không có cùng quan điểm với con gái của mình, thì mẹ thấy thì sao? Nói chung hai anh mà trước ấy thì đẹp trai, nhưng mà cái tính cách thì mẹ sợ, rất sợ cái một tính cách thì nóng này, còn một cái thì trẻ tuổi hơn con. Còn hai anh sau này thì ăn nói cũng lưu loát, nhưng mà không có cùng ý với con hả mẹ ha? Vậy thì có làm cách nào để mẹ con hiểu nhau hơn trong tương lai ạ? Theo mẹ. Theo mẹ thì sau tương lai thì sẽ tâm sự, và con muốn người như thế nào thì giải bày thêm cho để mẹ hiểu thêm, để lần sau được chọn thì mẹ theo ý của con. Còn hỏi ý của anh Minh nè, rồi chắc là cảm giác đang rất vui, rồi sau cái hụt hẫng luôn cưng. Dạ, em cũng cảm thấy hơi buồn. Em cũng đang hướng về bạn nữ. Đang hướng về đúng không? Nhưng mà hơi buồn mà. Thôi thì chị cũng cảm nhận được cái sự cố gắng và chân thành của em. Ngày hôm nay đến với Cho Phép Được Yêu thì không quen với Phú Minh thì cũng sẽ có nhiều cô gái nhìn thấy em nè, yêu quý em, và chắc chắn là con đường tương lai và sự nghiệp của em sẽ rộng mở nữa nha. Cảm ơn anh với chị. Rồi. Và thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay với chương trình Cho phép được yêu, mặc dù chúng ta đã trễ hẹn của tình yêu đôi lứa, nhưng không sao. Hy vọng rằng tình yêu sẽ đến sớm hơn và chúc cho các cặp đôi yêu nhau sẽ sớm tìm thấy nhau và các em sẽ đơm hoa kết trái. Cũng như là đừng quên sân chơi của Cho phép được yêu vào khung giờ 22 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện. Và đến đây thì chúng tôi xin nói lời chào. Hẹn gặp lại. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.